cậu đoán chậm luôn nhá. Một lần tay nghe là một cái ảnh đấy. Tao sẽ không lấy từ bùn với đâu, tại vì một đống cọc ở dưới chân đấy. Chỉnh pháp nào? Đây hiểu đúng không? Nhìn thấy cho nó tươi tươi lên. Trên ngoài nhé. Quay mọi người hoạt động. Nhìn đây được mà. Nhìn được đây được mà. Ê, một cái máy nữa của mày đâu? Cái máy đây á, trong đấy. Cầm thôi. Cầm để dơ chụp ảnh.